cùng con vào lớp 1. Chương trình giáo dục kỹ năng chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để cùng con bước vào ngưỡng cửa mới. Cùng con vào lớp 1 của trường Iris sẽ là cầu nối giúp trẻ thích nghi và hòa nhập thông qua các hoạt động học tập trải nghiệm môi trường tiểu học, trải nghiệm cảm xúc khi kết giao bạn mới và phát triển một số năng lực về tư duy, ngôn ngữ, thể thao, nghệ thuật để chuẩn bị cho hành trình học tập sắp tới. Ngày 23 tháng 5 vừa qua, hơn 60 học sinh mầm non 5 tuổi đã có những trải nghiệm thú vị đầu tiên tại chương trình Cùng con vào lớp 1 do Iris School tổ chức. Lễ khai giảng khóa học đã diễn ra trong không khí hân hoan và đầy hứng khởi bởi sự góp mặt của các bạn nhỏ cùng bố mẹ lần đầu tiên đến tham quan và trải nghiệm môi trường tiểu học của nhà trường. Với phần quà tặng ý nghĩa cho các bạn nhỏ lần đầu tiên đến với Iris School là áo polo và ba lô Iris, nhà trường hy vọng những món quà này sẽ đồng hành và tạo động lực cho các con học tập trong suốt hành trình tham gia khóa học. Ngay sau lễ khai giảng khóa học, các bạn nhỏ đã được trải nghiệm những tiết học thú vị trong ngày đầu tiên nhập học. Những bài học được giáo viên truyền đạt một cách khéo léo thông qua các hoạt động thí nghiệm khoa học đơn giản, đồng thời giúp các con làm quen với những kỹ năng học tập dù rất nhỏ như tư thế ngồi học, cách chào hỏi, phát biểu trong lớp, sắp xếp đồ dùng học tập, mang tới cho các con sự hào hứng khám phá kiến thức. Bên cạnh đó, các bạn nhỏ được hướng dẫn những kỹ năng sinh hoạt ở môi trường tiểu học bán trú như cách tự phục vụ trong bữa ăn, giờ ngủ trưa, tự chuẩn bị đồ dùng cá nhân khi đi học. Đây là điều cần thiết trước khi con chính thức bước vào môi trường mới. Với lượng thời gian vừa phải, thay vì dạy trước kiến thức cho trẻ, Iris School tổ chức các hoạt động học tập và trải nghiệm tại khóa học như một sân chơi ngày thứ bảy, tạo môi trường để trẻ nâng cao khả năng tư duy và rèn luyện những kỹ năng mới một cách tự nhiên. Hiệu quả ngay ngày đầu tiên mà khóa học mang lại chính là tạo được niềm vui, sự hứng khởi cho các bạn nhỏ khi đến trường. Những kỹ năng được trang bị tại khóa học cùng con vào lớp 1 hứa hẹn sẽ giúp các bạn nhỏ ở bậc học mầm non vượt qua những bỡ ngỡ, thử thách, bước vào cấp tiểu học một cách tự tin, đầy năng lượng. Ba mẹ hãy cùng chờ đón những tiết học thú vị của con trong ngày trải nghiệm tiếp theo tại Iris School nhé!